uống nhiều nhiều vào để mình có thể cảm nhận được. Em cảm thấy là uống nước này vô á, em cảm thấy mềm mát á, mát á chị. Mát. Và thanh dịu. Thanh dịu là dịu ở cổ họng mình. Dịu ở cổ họng. Dạ. Làm cho mình mát và làm cho mình dịu ở cổ họng. Rồi, còn gì nữa không? Em thấy nó tinh khiết. Dạ.